những con số trong tuần. Và Hòa Ái kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, gần 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam hôm 21 tháng 5 ký tên vào một thư ngỏ gửi Bộ trưởng Công an hiện nay của Việt Nam là ông Trần Đại Quang. Nội dung thư nêu ra vấn nạn nhiều người dân công khai hoạt động cho dân chủ nhân quyền cũng như các vấn đề xã hội trong nước bị những thành phần được nói là nhân viên an ninh giả dạng tấn công, đánh đập, gây thương tích. Bức thư ngỏ được đưa ra nhân hai vụ việc mới nhất là anh Nguyễn Chí Tuyến ở Hà Nội bị côn đồ đánh trọng thương vào đầu và mặt vào ngày 11 tháng 5 vừa qua và anh Đinh Quang Tuyến cũng chịu tấn công tương tự vào ngày 19 tháng 5. Thư ngỏ của những tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam nêu ra những vụ việc như công an, an ninh, đàn áp người dân biểu tình, chống cưỡng chế đất đai không theo đúng quy định của luật pháp, tra tấn làm nhiều người bị chết trong lúc tạm giam, hành hạ các tù nhân lương tâm, sách nhiễu thân nhân những người bất đồng chính kiến. Hàng trăm công nhân đình công nhiều ngày tại phân xưởng may của nhà máy sản xuất giày da Tam Cường thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng ở Hải Phòng. Mạng báo Tuổi Trẻ vào hôm 21 tháng 5 cho biết công nhân đã tiến hành đình công mấy ngày, mục đích để phản đối việc phân xưởng buộc phải tăng ca nhưng trong giờ làm thêm lại không cho bật thiết bị chiếu sáng. Theo lời của công nhân thì công ty vừa cho thành lập một bộ phận mới trực tiếp phụ trách khoán số lượng sản phẩm. Bộ phận này chuyên tính sản lượng và từ khi ra đời đã cho tăng sản phẩm liên tục là từ 25-30 sản phẩm lên 45-50 sản phẩm mỗi giờ. Vì không làm kịp nên công nhân phải làm ngoài giờ. Tuy vậy, trong giờ làm tăng ca, điện chiếu sáng không được phép bật lên. Vào chiều ngày 21 tháng 5, đại diện ban lãnh đạo của nhà máy thừa nhận có việc không cho bật điện chiếu sáng ngoài giờ làm việc, chính thức 8 tiếng. Người này đưa ra lý do cho biện pháp đó là không để gây ảnh hưởng cho công nhân ở những phân xưởng khác. Có đến hàng chục ngàn con cá chết nổi lên bền trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh từ hôm 19 tháng 5. Nhiều người dân khu vực này cho biết hiện tượng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè là điều bình thường. Nhưng từ đêm 18 tháng 5, rạng sáng 19 tháng 5 thì xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Lượng cá chết lên tới hàng chục ngàn con và đa phần là cá lớn. Mặc dù cá chết nổi trắng kênh và bốc mùi nồng nặc, nhưng vẫn còn nhiều người vô tư câu cá. Theo báo Thanh Niên, nguyên nhân có thể do đầu nguồn kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè không liên thông với sông hay kênh rạch tự nhiên mà toàn là cống thoát nước thải. Những cơn mưa đầu mùa trút nước xuống lòng kênh mang theo các chất độc hại ô nhiễm tích tụ trong suốt mùa khô ở các ngóc ngách của cống thoát nước thải. Khoảng 400 công ty có kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế có thể bị rút giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực này do không đăng ký theo quy định mới. Theo quy định vừa nêu thì bắt đầu từ năm nay, các công ty lữ hành phải đăng ký việc đưa khách Việt Nam ra nước ngoài với một số tiền ký quỹ đóng thêm là 500 triệu đồng. Theo quy định cũ, để kinh doanh lữ hành thì doanh nghiệp chỉ phải đóng 250 triệu đồng cho cả hai lĩnh vực kinh doanh là đưa khách Việt ra nước ngoài và khách nước ngoài vào bên trong Việt Nam. Do lo phải đóng thêm số tiền 500 triệu này nên nhiều công ty du lịch đã không tiến hành việc đăng ký. Việt Nam hiện đang phát triển ngành du lịch, một mặt có nhiều du khách đến Việt Nam tham quan các thắng cảnh hay tắm biển. Mặt khác cũng có một số người thuộc tầng lớp khá giả có khả năng đi du lịch ở nước ngoài. Số đông họ đi thăm các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, nhưng cũng có nhiều người đi chơi xa đến tận châu Âu hay Hoa Kỳ. Và sau cùng thưa quý vị, theo dự báo của Oxford Economics, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ tư trong danh sách các thành phố tăng trưởng nhanh nhất châu Á giai đoạn năm 2015-2019. 9 thành phố còn lại đều thuộc Ấn Độ và Trung Quốc. Bloomberg vào hôm 22 tháng 5 đưa tin theo dự báo mới của Oxford Economics, hai nền kinh tế lớn của thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ có lần lượt 3 và 6 thành phố lọt vào top 10 thành phố tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong 5 năm tới. Thành phố Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ tư. Mức dự báo tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 7,5%. Nền kinh tế của thành phố Delhi được dự báo sẽ tăng trưởng trung bình 8,5% một năm trong 5 năm tới, vượt qua cả Thượng Hải của Trung Quốc để đứng đầu danh sách.
Thành phố Thiên Tân và Quảng Châu lần lượt đứng ở vị trí thứ 8 và thứ 9 với tốc độ tăng trưởng vào khoảng 6,6 và 6,3%. Oxford Economics dự báo các thành phố Trung Quốc đều sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong tương lai. Ngoài top 10, hai thành phố khác của châu Á là Manila của Philippines và Jakarta của Indonesia sẽ tăng trưởng lần lượt 5,6% và 6,1%. Kuala Lumpur của Malaysia sẽ tăng trưởng thấp hơn 5% đến năm 2019. Những con số trong tuần và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.